Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam và sau đây là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Tranh truyện Việt Nam đạt giải thưởng quốc tế uy tín do Nhật Bản tổ chức. Trường Đại học Nha Trang tỉnh Khánh Hòa mở rộng hợp tác đào tạo quốc tế. Lắng nghe trẻ em nói để có những chính sách không chỉ dành riêng cho thế hệ tương lai mà chung cho một thành phố đáng sống. Việt Nam vừa đặt 3 giải thưởng lớn tại hội chợ thực phẩm quốc tế Gulfood Dubai lần thứ 7. Đó là giải thưởng thành tựu nổi bật, giải thưởng sáng kiến tốt nhất về sức khỏe học đường và giải thưởng sản phẩm mới tốt nhất. Trong đó, giải thưởng sáng kiến tốt nhất về sức khỏe học đường được trao cho TH School Milk với hiệu quả về cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em. Gulfood Dubai là hội chợ thường niên lớn nhất thế giới về nông sản, thực phẩm và đồ uống, gồm gần 5.000 doanh nghiệp trưng bày với hơn 90.000 khách tham quan đến từ 170 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Lần đầu tiên, một nhóm tác giả truyện tranh Việt Nam nhận được giải thưởng Manga Toàn cầu uy tín do Nhật Bản tổ chức. Sự kiện này đã đánh dấu một bước phát triển mới trong ngành sáng tác truyện tranh của Việt Nam, đưa văn hóa Việt Nam gần gũi hơn với độc giả quốc tế. Giải bạc của International Manga Award đã được trao cho nhóm tác giả Long Thần Tướng. Lễ trao giải được tổ chức vào ngày 26 tháng 2 tại trụ sở Bộ Ngoại giao Nhật Bản. Giải thưởng truyện tranh Nhật Bản lần thứ 9 được Bộ Ngoại giao Nhật Bản tổ chức với sự hợp tác của Hiệp hội các nhà sản xuất truyện tranh Nhật Bản. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, có 259 tác phẩm đến từ 46 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự giải thưởng này. Tổng cộng có 14 tác giả giành chiến thắng với một giải vàng và 3 giải bạc. Nhóm tác giả Việt Nam gồm họa sĩ Nguyễn Thanh Phong và họa sĩ Nguyễn Khánh Dương đã giành giải bạc với bộ Long Thần Tướng. Phát biểu tại lễ trao giải, họa sĩ Nguyễn Thanh Phong cho biết, giải bạc International Manga Award lần thứ 9 là một kết quả bất ngờ cho nhóm tác giả. Long Thần Tướng là bộ truyện tranh lịch sử dự kiến 5 tập lấy bối cảnh quãng thời gian trước khi diễn ra cuộc chiến tranh chống Mông Nguyên lần thứ 2 năm 1285. Phiên bản đầu tiên của bộ truyện đã xuất bản trên tạp chí truyện tranh trẻ cách đây khoảng 10 năm. Trường Đại học Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa chính thức trở thành thành viên thứ 6 của mạng lưới liên kết đào tạo quốc tế của 5 trường ở châu Á, bao gồm Nhật, Thái Lan, Philippines, Indonesia và Malaysia. Lễ ký kết vừa được diễn ra vào sáng ngày 29 tháng 2 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Việc Trường Đại học Nha Trang trở thành thành viên của mạng lưới liên kết đào tạo quốc tế với chuyên ngành đào tạo cao học thủy sản nhiệt đới có ý nghĩa vô cùng quan trọng, không chỉ là cơ hội để Trường Đại học Nha Trang thu hút thêm nhiều sinh viên quốc tế đến học tại trường, tạo cơ hội tương tác cùng nhau phát triển giữa sinh viên Việt Nam và sinh viên quốc tế, mà còn là cơ hội để sinh viên của Trường Đại học Nha Trang sang học tập nâng cao trình độ chuyên môn tại các nước thành viên. Từ đó phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao cho trong nước và quốc tế về lĩnh vực thủy sản nhiệt đới. Cũng trong sáng ngày 29 tháng 2, Trường Đại học Nha Trang đã ký kết hợp tác với Trường Đại học Kagoshima của Nhật Bản về việc trao đổi học thuật và sinh viên giữa hai trường. Sau 7 tháng nỗ lực thi công, ngày 26 tháng 2 vừa qua, xã Hà Vinh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với tổ chức VN Health và tổ chức Đông Tây Hội Ngộ tiến hành lễ cắt băng khánh thành và bàn giao công trình trạm cung cấp nước sạch cho người dân. Đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, gia đình bà Lê Thị Thu ở thôn 12, xã Hà Vinh, huyện Hà Trung mới được sử dụng nước sạch như thế này. Trước đây, do nguồn nước giếng bị nhiễm phèn, nhiễm mặn và có mùi hôi, nên gia đình bà cũng như hàng nghìn gia đình ở xã Hà Vinh, huyện Hà Trung luôn trong tình trạng thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng. Hôm nay thì gia đình thiếu nước thì nói chung là chỉ mới giếng đất thôi. Nói chung là nó cũng khó khăn về cái nguồn nước. Mùa hạn khô thì nói chung nó cũng hơi khó khăn. Do dân thì gia đình là thoải mái. Với 1.777 hộ và hơn 7.500 nhân khẩu, xã Hà Vinh mới chỉ có gần 40% dân số được sử dụng nước hợp vệ sinh. Sau khi khảo sát nắm tình hình, tháng 7 năm 2015, tổ chức VN Health Hoa Kỳ đã quyết định tài trợ khởi công xây dựng trạm cung cấp nước sạch cho xã với tổng mức đầu tư và vốn đối ứng của người dân là gần 5 tỷ đồng. Đến nay, công trình đã hoàn thành giai đoạn 1, đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước cho 1.050 hộ với hơn 5.000 nhân khẩu.
các nhà hảo tâm ở bên Mỹ rất là quan tâm, vì cái chức năng của hội VN Help là mang sự trợ giúp đến những nơi cần được giúp đỡ trong nước về vấn đề y tế và giáo dục. Thì vấn đề nước sạch là y tế là liên quan rất nhiều đến sức khỏe của người dân, thì nó nằm trong lĩnh vực hoạt động của chúng tôi. Do đó chúng tôi đã cử người đến tìm hiểu và thấy là cái nhu cầu nước sạch ở đây là có thật. Người dân đã phải chịu đựng sống trong một cái nơi mà nước rất là bị ô nhiễm, tình hình rất là khẩn trương. Do đó chúng tôi đã quyết định đem sự trợ giúp đến cho xã Hà Vinh. Ý nghĩa của trạm nước này á, thì nó mang lại hai cái ý nghĩa lớn cho người dân. Cái thứ nhất là nó mang tính nhân văn. Đấy, tức là cái sự quan tâm, tạo điều kiện của các cái tổ chức và các nhà hảo tâm dành cho bà con Hà Vinh có nguồn nước sạch. Cái thứ hai là nó mang lại cái lợi ích thực tế cho cuộc sống người dân. Đấy, tức là từ nay hơn 50% hộ dân Hà Vinh chúng tôi được sử dụng cái nguồn nước sạch đảm bảo cho cái cuộc sống cho bà con. Trong thời gian tới, tổ chức VNL Hoa Kỳ sẽ tiếp tục nghiên cứu, kêu gọi các nguồn tài trợ để khởi động giai đoạn 2 của dự án nhằm cung cấp nước sạch cho toàn bộ hộ dân ở xã Hà Vinh, huyện Hà Trung, giải quyết triệt để bức xúc của người dân hàng chục năm nay về vấn đề nước sạch. Việt Nam đã lần đầu tiên có ứng cử viên chạy đua vào một trong 7 vị trí thành viên của Ủy ban Luật pháp quốc tế được phân bổ cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đây là một diễn đàn pháp lý quốc tế rất có uy tín, cơ quan chuyên soạn thảo những công ước quốc tế quan trọng, trong đó có các công ước luật biển năm 1958. Từ tháng 2 năm 2016, chiến dịch vận động cho Phó Giáo sư Tiến sĩ Đại sứ Nguyễn Hồng Thao ứng cử vào cơ quan trên đã chính thức được khởi động sau khi Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva gửi công hàm giới thiệu ông tới Phái đoàn các nước. Ông là một chuyên gia về luật pháp quốc tế với nền tảng học thuật vững chắc và kinh nghiệm thực tế phong phú. Ông từng là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia, trưởng đoàn đàm phán các hiệp định biên giới với các nước láng giềng của Việt Nam, cố vấn pháp lý cho dự thảo luật biển Việt Nam năm 2012. Đây là lần đầu tiên Việt Nam giới thiệu một ứng cử viên tham gia diễn đàn pháp lý quốc tế quan trọng như là Ủy ban Luật pháp quốc tế, thể hiện mong muốn của Việt Nam đóng góp vào sự phát triển tiến bộ và pháp điển hóa luật pháp quốc tế, thực hiện chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đạo diễn Phan Đăng Di sẽ là một trong 3 thành viên của ban giám khảo Liên hoan phim châu Á Osaka tại Osaka, Nhật Bản vào tháng 3 tới. Đây là lần thứ 2 đạo diễn Phan Đăng Di được mời làm giám khảo Liên hoan phim quốc tế. Trước đó, anh cũng là giám khảo của Liên hoan phim Stockholm, Thụy Điển 2015. Liên hoan phim châu Á Osaka năm nay có một hạng mục đặc biệt thiết kế riêng cho 6 phim của Việt Nam. Vâng, và tiếp theo thì sẽ là các thông tin về bế mạc giải lướt ván diều KTA Tour Châu Á Ninh Thuận 2016 và khép lại tuần lễ thời trang Việt Nam Thu Đông 2016. Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi và hấp dẫn, vào chiều ngày 28 tháng 2, giải lướt ván diều KTA Tour Châu Á Ninh Thuận 2016 đã bế mạc. Đây là lần đầu tiên tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tổng cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam và Hiệp hội Lướt ván diều châu Á KTA tổ chức. Bế mạc giải, ban tổ chức đã trao 8 bộ huy chương cho 24 vận động viên đạt thành tích xuất sắc ở các nội dung thi đấu. Sau chặng Việt Nam, giải lướt ván diều KTA Tour châu Á 2016 sẽ tiếp tục với cuộc đua thứ 2 tại Thái Lan và cuộc đua cuối cùng tại đảo Hải Nam Trung Quốc. Cũng trong tối 28 tháng 2, đêm trình diễn thời trang cao cấp Haute Couture đã diễn ra tại Hà Nội. Khép lại tuần lễ thời trang Việt Nam Thu Đông 2016, hơn 80 mẫu với những thiết kế tỉ mỉ, chi tiết, sáng tạo, ghi đậm dấu ấn cá nhân của người thiết kế đã được giới thiệu vào đêm cuối. Ngoài những cái tên nổi bật trong làng thời trang như nhà thiết kế Minh Hạnh, Chu La, Hùng Việt, Cao Minh Tiến, đêm diễn cũng ghi nhận sức sáng tạo của các nhân tố trẻ. Như vậy, sau 4 đêm trình diễn, khoảng 1.000 mẫu Thu Đông của 21 nhà thiết kế đã được giới thiệu tới đông đảo công chúng. Những cô cậu bé 9-10 tuổi hay là lớn nhất thì chỉ mới 14-15 tuổi nói về những câu chuyện xung quanh bản thân mình. Nhưng với góc độ của người lớn, những tâm tư đó là phản ánh chân thực nhất để xây dựng thành phố ngày một tốt hơn. Lắng nghe trẻ em nói là hoạt động đầu năm thường niên của các lãnh đạo chủ chốt thành phố Hồ Chí Minh, để từ đây có thêm những chính sách không chỉ cho riêng thế hệ tương lai mà cho một thành phố đáng sống.
tâm tư về việc học bơi. Mỗi lần mà ở trường tổ chức buổi phổ cập học bơi thì buổi lớp con, trường lớp con phải qua cái buổi như buổi 6, 11 thì mới qua bên đó có một bơi học. Hay trải lòng về việc khi đi xe buýt luôn sợ mua vé học sinh có trợ giá sẽ bị phân biệt đối xử. Rất ít khi con được mua vé học sinh là con thường phải mua luôn cái vé người lớn là 5.000 chứ con không được hưởng cái vé học sinh, là rất là ít khi luôn. Một cậu bé 9 tuổi với mong muốn thành phố có thêm những tuyến xe đưa rước học sinh ngoại thành, hay những tâm tư viết thật dài về những điều muốn thay đổi ở thành phố. Nhiều lãnh đạo sở ban ngành ngạc nhiên khi các em đề cập đến những câu chuyện như tái chế rác thải, thái độ của cảnh sát giao thông, những số liệu trong sách giáo khoa đã quá cũ. Các em nhỏ của chúng ta nhưng mà tâm hồn và nhiều vấn đề các em đặt ra không hề nhỏ một chút nào. Lãnh đạo thành phố cũng đã chỉ đạo ngay các sở ban ngành cần phải ghi chú lại để đưa ra giải pháp cụ thể. Các giải pháp đó cần làm ngay với tinh thần năm nay lắng nghe và năm sau gặp các cháu, phải có hiệu quả. Chính cái việc mà ý kiến của các em nó trở thành hiện thực đó, nó sẽ tạo động lực để các em suy nghĩ, các em sống tốt hơn và các em sẽ đặt ra nhiều vấn đề hơn, nhiều ý tưởng cao hơn cho thành phố Hồ Chí Minh. Từ nhiều năm qua, những mô hình nhà xem phim 3D, khu vui chơi ngoài trời, thư viện mở ở thành phố Hồ Chí Minh đều xuất phát từ những buổi gặp gỡ như thế này. Chăm lo cho thế hệ trẻ hôm nay chính là trách nhiệm của toàn xã hội, bởi tương lai đất nước đang trông chờ ở mỗi công dân sẽ góp phần xây dựng, phát triển. Trong đó, quan trọng nhất là thế hệ trẻ. Vâng, tương lai của đất nước đang trông chờ ở thế hệ trẻ. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Người Việt Bốn Phương ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể xem lại theo địa chỉ website vtv4.vn hoặc trang YouTube chính thức của Ban Truyền hình Đối ngoại, Đài Truyền hình Việt Nam, VTV4Go. Xin kính chào và hẹn gặp lại.